Chào anh chị, video này tài xin dẫn anh chị đi xem một lô đất đối diện công viên với giá rất là rẻ, giá có 7 triệu một mét vuông. Tài đang đứng trên cái trục đường 20 mét, trục đường thương mại của dự án và cũng là trục đường lớn nhất của dự án. Tài bắt đầu đi vào cái vị trí lô đất. Hai bên đường của trục đường 20 mét này người dân người ta đã xây nhà rất là nhiều. Đó, anh chị đã thấy. Trên trục đường 20 mét này chủ yếu là người dân người ta xây dựng văn phòng này, xây dựng nhà trọ này và xây dựng xây dựng công ty. Đó, tài xin quẹo vào phía bên tay phải để đi vào vị trí lô đất. Tài xin quẹo vào phía tay trái phải tiếp. Rồi tài xin quẹo vào đường N37 để đi vào lô đất. Trục đường này là trục đường 12 m, lòng đường 6 m, vỉa hè mỗi bên là 3 m. Phía tay phải là có một cái công viên nội khu. Tài đang bắt đầu đến vị trí lô đất T617. Đây, trước mắt anh chị đây là cái lô đất T617. Vị trí ranh từ cột điện này đến cái gốc cây, ngang 5, dài 17, tổng diện tích là 85 m². Chủ đang chào bán với giá là 7 triệu một mét vuông nha anh chị. Trục đường này cũng là trục đường 12 mét đấy ạ. Đây là cái công viên. Đó, đây là cái công viên nội khu đấy ạ. Đây, trục đường này cũng là 12 mét. Vị trí của lô đất này nằm ở ngã 3, rất là thông thoáng. Anh chị nào có nhu cầu tìm hiểu về lô đất này, vui lòng liên hệ Tài qua số điện thoại Tài có gắn ở trên màn hình. Đồng thời, quý anh chị nào có nhu cầu mua bán các lô đất tại dự án Bella Vista thì vui lòng liên hệ Tài để Tài tư vấn được kỹ hơn nhé anh chị. Chào anh chị, tiếp theo Tài xin mở bản vẽ của Bella Vista để anh chị thấy rõ hơn cái lô T617. Đây là cái block T6. Tài xin phóng to lên để anh chị thấy rõ nhé. Đây là cái trục đường 20 mét này. Lúc Tài đứng và Tài đứng ở vị trí này. Đó, Tài đứng ở vị trí này, Tài đi lên đây để quẹo vào cái đường 14 mét, sau đó quẹo vào đường 12 rồi đi thẳng xuống lô T617. Đó, vị trí này là T617 đấy ạ. Đó, đây là T617 có diện tích là 85 mét vuông, ngang 5, dài 17. Bên cạnh đối diện cái công viên nội khu. Đó, anh chị thấy đó, cái trục đường bên cạnh này là cái trục đường 12 mét này. Trục đường để đi vào lô P617 cũng là trục đường 12 mét. Rất cảm ơn anh chị đã chú ý theo dõi video này của Tài. Anh chị có nhu cầu tìm hiểu về lô đất T617 thì anh chị vui lòng liên hệ Tài qua số điện thoại Tài có gắn ở trên màn hình. Chúc anh chị một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Xin cảm ơn.